Dạ thưa ba. Con đi đâu cả tuần nay, bây giờ mới giác mặt về. Dạ. Ngồi xuống. Ngồi xuống đó. Thôi con, vô rửa mặt rồi ăn cơm đi. Bà để tôi nói chuyện với nó chút được không? Ngồi xuống. Đi đâu? Nói ba nghe. Mẹ. Tao hỏi mày đi đâu? Dạ. Con qua nhà bạn. Bạn nào? Dạ, mấy đứa bạn học cũ. Mày tưởng mày nói như vậy, tao tin lời mày đó hả? Ủa, hình như ông có cái hẹn mà. Con với cái. Hôm nay tao bận việc, không nói chuyện với mày được. Ở nhà kiểm điểm lại việc làm của mình đi, rồi mai làm tờ tường trình cho tao biết. Cái ông này thiệt là lạ. Dạy dỗ con cái gì đâu mà giống như chỉ thị cho cấp dưới vậy. Nó lớn rồi, nó cũng hiểu chứ bộ. Vậy đi, tối nay tôi kêu nó làm bản tường trình cho ông được chưa? Còn bà nữa. Ông đi đi, không thôi là trễ hẹn rồi đổ thừa cho thằng con nha. Mày coi chừng tao á. Mẹ, 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 ngồi đây. Mấy em vô hai anh hen. Thằng đó đã dở thua em. Ờ đúng rồi, đã dở quá trời. Chào cô. Dạ. Mà sao cúp điện vậy? Sao tự nhiên cúp điện gì hai anh ta? Chắc nó cúp toàn khu rồi. Để tôi ra ngoài kiếm vài cây đèn cây. Dạ, chào thủ trưởng. Ở đây vừa mới cúp điện xong. Sức khỏe Tinh Khiêm thế nào rồi? Tôi cần gặp hắn. Dạ, bình thường. Thủ trưởng đợi một lát, để em ra cổng bảo vệ mượn cây đèn pin. Mở điện được chưa anh? Kéo lại ra. Nói dưới đây nè. Trốn hả mày? Buông mày ra. Đi ra. Công an ơi. Đợi. Cứu em. Còn sao vậy hả? Ba đang nằm trong đó mà không biết sao? Không lo lắng mà còn ngồi đó nhắn tin nữa. Chuyện của ba có bác sĩ lo, mình lo thêm được cái gì? Chỉ làm rối người ta thêm thôi mẹ ơi. Chào chị. Em chào chị. Tình hình sao rồi? Ca phẫu thuật vẫn chưa xong hay chưa chị? Có tin gì hết chú ơi. Sao tôi thấy lo quá. Không biết ông có làm sao nữa. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức. Vài giờ nữa thân nhân có thể vào thăm. Dạ. Tôi xin phép. Cũng may là mẹ thấy sao? Chưa, ba là trung tá công an thì tội phạm làm gì được ba. Hên lắm á, tụi nó chỉ làm ba bị thương thôi. Má không hiểu nổi con nữa. Thôi, má đi ra ngoài mua chút đồ cho ba. Hai chú ở lại nghe, tôi ra ngoài một chút.
Dạ. Dạ. Tình hình của sếp bằng sao rồi anh Thông? Tranh thủ đi thăm đi, phòng số 8, khoa ngoại. Tình Kim sao rồi? Dạ, đã được chuyển qua phòng giam đặc biệt. Dân trai tên sát thủ đã chết, không rõ nguồn gốc. Qua báo cáo thì hai tên đó đã trao đổi với nhau bằng tiếng Khmer. Không loại trừ trường hợp hung thủ được thuê từ Campuchia. Dạ chào sếp. Ngồi đi. Vì tính chất của vụ án vô cùng quan trọng, tôi tạm thời thay thế vị trí của Trung tá Bằng. Tôi đã xem qua báo cáo, các anh có đề cập tới một người phụ nữ tên Liên, nhưng tôi không thấy có một báo cáo cụ thể nào về đối tượng này. Các anh có điều tra về nhân thân lý lịch của đối tượng chưa? Và qua xác minh hồ sơ và theo dõi những ngày gần đây, thì ngoài Liên là vợ của Khiêm và là bồ của ông Thành ra thì không có thông tin gì mới. Không thể như thế được. Chắc chắn các anh còn bỏ sót một điều gì đó. Cô có chắc không? Trong hồ sơ không có người nào tên Khiêm hết. Dạ chắc mà. Bên mấy anh gọi tôi tới đây để bảo lãnh chồng tôi. Chồng cô bị bắt vì tội gì mà phải bảo lãnh? Đánh bạc. Mấy bữa rồi đâu có vụ án đánh bạc nào đâu. Nhưng mà... Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi mà cô còn chưa chịu về nữa. Đúng đó sếp, chính là bà đó. Đã xác minh được, Liên chính là người đã thuê bộ giang hồ đột nhập vào nhà vợ ông Thành. Thủ trưởng, chúng ta có thể đề nghị bên viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối tượng để điều tra. Tôi cho là quá vội. Vì chúng ta cần xác minh lại một việc. Liên là ai? Đóng vai trò gì? Thật ra ngay từ đầu khi nhìn thấy hình của ta, tôi đã cảm giác có nét gì đó quen quen. Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ thân nhân tội phạm mà chúng ta từng bắt, thì tên Liên nằm trong hồ sơ tội phạm của Tư Đài, với quan hệ là chú cháu. Thưa thủ trưởng, Tư Đài là ai? Có phải là gã đứng đằng sau để ra lệnh cho Liên không? Tư Đài là một con cáo già. Lúc đó tôi và anh Bằng còn rất trẻ. Chúng tôi đụng độ phải một nhóm buôn lậu hết sức liều lĩnh và táo tợn. Hàng một chúng buôn không phải là hàng thông thường mà là ma túy. Nhận được tin điểm tập kết hàng của bọn chúng, một mẻ lưới được giăng ra. Bọn cướp chống trả quyết liệt, nhưng rồi trước bản lĩnh và quyết tâm của anh em mình đã buộc bọn chúng phải đầu hàng. Tất cả các anh đều bị bắt, ngồi xuống và giơ hai tay lên đầu. Thank you.
Riêng Tư Đài, gã đã chuẩn bị trước chiếc xuồng máy cao tốc và đã bỏ trốn bằng chiếc xuồng máy đó. Rồi có bắt được gã không? Không ngờ Tư Đài chuẩn bị luôn cả súng. Hắn chỉ về phía chúng tôi nhả đạn. Cũng may gã bắn không chuẩn, viên đạn trượt qua chúng tôi. Với tay bắn chính xác của mình, anh Bằng đã buộc chiếc xuồng phải dừng lại. Nhốt gã ở quả lựu hơn một năm thì nhận được tin gã cùng một số phạm nhân khác đã trốn trại. Hiện giờ chưa rõ tung tích. Có khai thác thêm gì về bọn chúng không? Qua khai thác, hai người đàn ông đã tấn công vào nhà vợ ông Thành. Hai người đàn ông này nhận lệnh từ một người đàn anh đứng ra giúp đỡ cho Liên. Người đàn ông đứng sau vụ này chúng ta hoàn toàn không biết. Đàn anh của hai gã đó là ai? Hai Sa. Còn nữa, từ lâu nay bên phòng chính trị bảo vệ nội bộ đã theo dõi và đi đến kết luận thiếu tá Sinh đã có biểu hiện tha hóa biến chất. Qua hồ sơ cũng tình cờ thôi mà tôi đã tìm ra được thứ này. Gã trong hình là một tên môi giới chạy án. Từ thông tin này đã chứng minh Liên là mấu chốt quan trọng trong đường dây mờ ám này. Cho nên tương kế tụ kế. Thông, cậu chịu trách nhiệm áp sát Liên và truy tìm nhân vật đứng sau lưng Hai Sa là ai. Rõ thưa sếp. Việc, cậu phụ trách giải mã các văn bản mà ông Thành đã giao cho con gái. Rõ. Thưa thủ trưởng, em đã viết báo cáo đầy đủ về cuộc gặp gỡ với Liên. Xong rồi, lát nữa cậu đưa hồ sơ sang cho tôi. Còn việc còn lại cậu tự giải quyết. Ngồi đi. Tiếp đến cậu định làm gì? Em có photo lại hồ sơ của Khiêm, có đóng dấu mật và đưa cho Liên làm tin. Ừ, để tôi viết giấy cho cậu qua phòng lưu trữ photo hồ sơ. Liên có nghi ngờ gì không? Nghi ngờ thì chắc có nghi ngờ rồi. Em nghĩ là em sẽ làm việc kỹ với Thái, chắc không có vấn đề gì đâu. Nếu có vấn đề gì cậu phải báo ngay cho tôi. Vậy đây. Cảm ơn thủ trưởng. Anh, hồ sơ vụ án hôm qua em đánh xong hết rồi, mà em đưa cho anh nha. Đưa sớm sớm cho anh nha. Dạ. Chào. Chào đồng chí. Ủa, anh đi đâu nãy giờ không thấy vậy? Cậu bạn lĩnh lắm đó. Có người yêu mà giấu kỹ quá ha. Người yêu? Ừ. Thì cô gái ngồi chờ cậu ở phòng trực ban. Thôi chết, em quên mất. Hôm nay có hẹn, em đi nha. Ờ mà nè. Hả? Nhớ là chiều nay giải trình với tôi về vụ này nha. Được rồi. Anh nhìn ai thẫn thờ dữ vậy? Không, hồi sáng giờ anh chưa ăn gì hết, đói quá nè. Vậy về nhà em đi, em đãi anh món bún xào nha. Ba nha, già rồi mà còn tỏ ra anh hùng làm gì? Cái đó phải nhường cho thanh niên trai tráng, phải không anh hai? Ai muốn làm anh hùng thì làm, còn tao xin kiếu ha. Hai đứa im lặng đi, cho ba nghĩ chút coi. Không sao đâu, tôi đỡ rồi. Còn sao, học hành tới đâu rồi? Sao ba cứ nghi ngờ năng lực học tập của con vậy? Câu đó ba phải hỏi anh hai mới đúng á. Ủa sao cái gì mày cũng lôi tao vào vậy? Bộ hết chuyện nói rồi hả? Thì tại anh chứ tại ai. Hết lần này đến lần khác, phải làm cho ba mệt mỏi,
phải đi bảo lãnh cho anh á. Mày nói gì mà nói lại coi. Thôi thôi, hai đứa ra ngoài cãi đi, ở đây là bệnh viện. Hai đứa cứ y như chó với mèo vậy đó. Ba nằm trong bệnh viện cũng không được nghỉ nữa. Ra ngoài hết đi. Còn không đi nữa. Mày biết tao á. Dạ chào chị. Ừ. Sếp. Hôm nay thủ trưởng có thấy đỡ hơn chưa? Cũng đỡ rồi. Cũng đỡ rồi đó chú. Hôm nay ông có thể ngồi dậy nói chuyện được. Sao? Vụ án có gì mới không? Thủ trưởng yên tâm đi. Sếp Thành đã sắp xếp mọi việc đâu vào đó hết rồi. Các manh mối càng lúc càng rõ dần. Mà công việc cần làm bây giờ là chúng ta phải tìm ra mối liên hệ của Liên và các thành phần đứng sau lưng. Theo phỏng đoán của sếp Thành, có thể là Tư Đại. Ăn miếng cháo nữa đi ông. Thôi tôi no rồi. Mình đi. Anh có chắc chắn hồ sơ này là của Khiêm? Vì hồ sơ này tôi lấy từ phòng lưu trữ ra mà. Làm sao mà sai được? Tôi không ngờ chồng của tôi lại dính tới mấy vụ buôn lậu của công ty. Vụ này có gỡ được không? Tôi có hỏi vụ này rồi. Gỡ được. Nhưng mà chúng ta phải chờ thời gian. Không được. Mời. Theo anh thì cần bao nhiêu thời gian? Tôi nghĩ từ 3 đến 5 tháng. Nhưng mà chờ tình hình lắng xuống là có thể. Được. Tôi trông cậy vào anh đó. Cảm ơn anh họ. Vì chồng của em mà phải lặn lội qua đây. Chuyện phải làm mà em. Em mời anh với anh Tài qua bên kia đường làm tiệc tẩy trần ha. Ừ. Được lắm. Mời. Em nghĩ là anh ngủ lại đây đi. Anh về không có về nổi đâu. Không có được đâu. Nếu mà tôi không về, vợ tôi nó giết tôi chết luôn. Anh Tài coi vậy mà thương vợ ghê ha. Không thương đâu có được. Gia đình vợ tôi thế lực mạnh lắm. Vợ anh Tài cũng giỏi dữ ha. Tất nhiên rồi. Tôi chọn vợ mà. Ủa, anh với chị lấy nhau được bao lâu rồi? 3 năm rồi. Thank you.
Tụi gì? Cậu á, thiệt là quá đáng. Ai đời lại làm như vậy? Chuyện gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Anh thử đứng vào trường học của em thì sẽ hiểu thôi. Tình hình sao rồi đồng chí Thông? Hai sai đã xuất hiện. Ông đã hoàn toàn tin tưởng khi nhìn thấy bản photocopy hồ sơ của em. Có điều em đã bị lọt vào mỹ nhân kế. Chuyện đó không ngoài dự liệu của tôi. Đồng chí nên cẩn trọng. Đồng chí Việt, cặp hồ sơ của ông Thành thế nào? Đến giờ mà vẫn chưa giải mã được à? Dạ có rồi thủ trưởng. Bên phòng theo nhận định của họ thì đó là bản ghi chép toàn bộ mọi hoạt động giao dịch được mã hóa theo quy ước. Chúng ta không thể nói khó là không làm. Đồng chí phối hợp bộ phận thông tin, yêu cầu họ tìm mọi cách giải mã các văn bản đó cho tôi. Rõ, thưa thủ trưởng. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Giải tán. Cười. Thật tình là hôm trước tôi sai bí tỉ, không biết trời trăng gì hết. Về đến nhà, vợ tôi cho nằm dưới sàn luôn. Bây giờ người còn ê ẩm. Có giường êm nệm ấm, không chịu nằm, bỏ về nhà nằm sàn đất mới chịu. Thôi chuyện đó bỏ qua một bên đi. Tôi có một cái chuyện này muốn nhờ anh. Anh nói đi. Tôi có một thằng đàn em lỡ tay giết người. Nó đang lẩn trốn. Có cách nào gỡ cho nó nhẹ tội không? Cũng được. Nhưng mà... Nhưng nghĩ cái gì? Tôi muốn anh gặp nó để biết rõ được sự việc. Chiều nay đúng 1 giờ, anh em mình sẽ gặp nhau tại khu lò gốm Bỏ Quan, đường 14 tháng 9. Anh sẽ biết. Ừ. Thôi, tôi xin phép. Ừ. Em có cần đi không anh? Thôi khỏi đi, phiền phức lắm. Ừ. Mày nhìn kỹ có phải nó không? Dạ, cái này thì em... Má, à, ngu quá. Có mà cũng như không. Nè. Dạ, cảm ơn đại ca. Biết. Dạ. Tao với mày phải làm rõ một số vấn đề trước khi bắt đầu vào câu chuyện. Anh khách sáo làm gì? Đã không tin nhau thì cần gì rào trước đó sao? Cũng đúng. Đàn em của tao vừa báo lại đã từng gặp mày trong phòng điều tra xét hỏi. Mày có lời giải thích nào với tao không? Anh cũng biết công việc của tôi là gì rồi chứ. Về chuyện đàn em của anh đụng mặt tôi ở phòng điều tra là chuyện bình thường thôi. Nhưng năm gà, đàn em của tao báo lại đã gặp mày trong phòng thẩm vấn. Tôi không nghĩ anh lại tin vào một thằng em nghiện ngập như vậy. Nguyên tắc của tao chưa bao giờ biết tin ai, cả mày lẫn nó. Vậy thì tôi giải thích với anh cũng bằng thừa, nếu như đã nói như vậy. Thôi được, tao sẽ cho mày một cơ hội. Nếu như mày bước được ra khỏi nơi đây, tao với mày sẽ nói chuyện tiếp.
Ý cha, quả đúng là ngoài dự tính của tao. Chuyện bình thường thôi. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Quan trọng trả giá đúng là được. May quá là lợi hại. Anh quá khen. Như vậy là bọn đàn em của tao đã bị mày thu phục. Làm cái nghề này phải như vậy đó. Hết gặp công an tới gặp tội phạm, không biết cách cư xử, có ngày vô khám hay nằm ở bờ sông là cái chắc. Nói vậy thôi chứ mày vẫn chưa hết cái diện nghi ngờ đâu. Vậy bây giờ anh muốn tôi làm cái gì? Mày còn nhớ chồng của con Liên chứ? Nó vừa bị bắt chung với chiếc xe bốn chỗ. Tao muốn mày lấy chiếc xe đó ra. Quá dễ đối với mày đúng không? Sao anh lại sai Tài đi lấy xe của ông Thành? Không phải là anh đang nghi ngờ Tài sao? Anh không nghi ngờ, mà anh khẳng định nó chính là công an nằm vùng. Sao anh lại dám chắc như vậy? Thằng Năm Gà tuy là con nghiện, nhưng lời nói của nó rất là chắc chắn, nhất là lúc đang lên cơn nghiện. Và những file hình của em đưa hoàn toàn không có hình ảnh. Sao lại không có hình ảnh được chứ? Nghiệp vụ công an mà. Đã vậy sao anh còn sai nó đi lấy xe? Em không biết hay là giả vờ không biết. Anh Tư khôn ngoan như vậy, chẳng lẽ em chẳng có được một chút gì khôn ngoan của anh Tư sao? Thôi mệt quá đi, anh cứ nói đại đi, cứ nói cạnh nó khóe em hoài. Cho dù nó là công an hay là không phải, nhưng nhất định nó phải lấy cho bằng được chiếc xe của thằng Thành, để chứng tỏ cho mình thấy rằng nó không phải là công an. Nhưng mà nếu lỡ có chuyện? Em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nó đưa bản báo cáo cho anh coi rồi. Trong bản báo cáo của nó hoàn toàn không nhắc gì đến chiếc xe của thằng Thành làm vật chứng trong bản báo cáo của nó. Công nhận, công nhận là anh tính toán chu đáo thiệt. Muốn cho người đẹp tin tưởng thì đâu phải dễ, đúng không? Mình làm tốt công việc như vậy, không biết có được thưởng không ta? À. Anh ơi, cho em hỏi có việc ở đây không ạ? À? Việc nào? Ở đây nhiều việc lắm, em muốn tìm việc nào? Dạ, anh việc ở phòng cảnh sát điều tra đó anh. Em tên gì? Để anh báo. Dạ, em là Thường. Anh cứ nói như vậy là anh việc hiểu à? Được rồi, em ở đây đi, để anh báo cho anh việc biết. Dạ. Ủa, cô gái đó đâu? Tối đây nè. Sao em không gọi điện thoại cho anh? Em chỉ muốn gặp anh thôi. Em đã nhớ chuyện gì rồi phải không? Anh lúc nào cũng công việc, gặp em không hỏi thăm được một tiếng. Anh quên. Thôi, mình vô căng tin uống nước đi ha. Ừ. Dạ đây anh.
em uống nước đi. Dạ. Dạo này có ai làm phiền em không? Dạ không. Em học hành ra sao rồi? Cũng bình thường anh. Nè, không phải vô cớ đến tìm anh chứ? Thì cũng có, nhưng mà gặp em anh không thăm hỏi một tiếng nữa, là muốn giận ghê luôn. Em thông cảm, công việc của anh bù đầu luôn, đôi khi lơ đễnh. Em biết công việc của anh mà. Em hiểu, nhưng em không có trách anh đâu, em chỉ buồn chút xíu à. Vậy thì được. Nhưng mà em mới nhớ ra chuyện gì mới hả? Ừ, đúng nha. Lúc trước á, ba gia chiếc cặp cho em á, ba có nói là nếu có người đàn ông tên Bảy tới tìm thì kêu em gia chiếc cặp cho ổng. Nhưng người đàn ông tên Bảy đã tới tìm em chưa? Em có nhớ chính xác không? Chắc chắn mà. Tại lúc đầu á, em nghĩ nó không quan trọng nên không chú ý tới. Vậy câu chuyện này em có nói với ai chưa? Em vừa mới nhớ ra là em tìm anh đầu tiên á. Vậy khi nào ông ta đến tìm em gọi điện cho anh liền nha. Thôi, không được đâu, em sợ lắm. Lỡ khi hả, ổng thì phe bọn xấu thì sao? Thì anh cho người bảo vệ em. Hay là anh bảo vệ em nha. Đặt với con gái ông Thành chưa? Chưa, nhưng cô ta yêu cầu được giúp đỡ. Vì cô ta sợ người đó bên phe người xấu sẽ ám hại cô ta. Vậy thì cử ngay người bảo vệ cô ta. Dạ. Có gì hả? Dạ, cô ấy yêu cầu được em bảo vệ à? Được em bảo vệ là tốt, là điều hãnh diện của người chiến sĩ công an chứ sao. Anh thì sướng rồi, lúc nào cũng kè kè phụ nữ đẹp, chỉ khổ thân em thôi. Vậy tôi nhường lại cho cậu đó, tôi không ham. Thôi, không lo làm việc đi, cậu ở đó tào lao. Dạ. Dạ. Bọn chúng yêu cầu ngày mai phải có sao? Thưa sếp. Dạ phải. Tại sao bọn chúng lại gấp gáp quá vậy? Chắc chắn trong xe có chứa cái gì trong đó. Em cũng nghĩ như vậy. Cậu gọi cậu Việt về, còn tôi với anh em xuống phòng tang vật để xem trong xe có chứa cái gì trong đó. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bí mật trước khi giao xe cho bọn chúng. Bây giờ cho đến ngày mai chúng ta chỉ còn 24 giờ. Dạ. Còn hai đồng chí. Dạ. Ngày mai qua phòng BC 21 nhờ họ giúp đỡ. Rõ, rõ. Thưa thủ trưởng. Em xin phép. Dạ xin phép. Chào anh. Dạ chào, chào cô. Anh có thấy anh Nam ở đâu không? Anh Nam đi ra ngoài với ba ảnh. Có gì không anh? Có. Nhờ anh tới phòng tang vật giúp chúng tôi kiểm tra chiếc xe. Anh ngồi chờ một chút, anh về giờ á. Thôi, chờ lâu lắm. Bây giờ tôi sẽ đi tìm ảnh. Dạ. Cảm ơn anh. Anh Nam đây rồi. Chào anh. Thủ trưởng mời anh qua giúp một tay. Ba ơi, con có chuyện. Ba xuống dưới ngồi chờ đợi con chút. Khi xong việc con quay về nói chuyện tiếp với ba. Ba cũng cần gặp Trung tá Bằng. Dạ, Trung tá Bằng vào bệnh viện rồi. Ủa, vụ này mới nghe. Mời hai anh vào phòng làm việc, tí xíu mình nói chuyện sau. Dạ. Đồng chí Nam, sao rồi? Không có gì cả. Tại sao như vậy được? Nếu không có một vật gì quan trọng, tại sao bọn chúng lại gấp gáp đòi lấy nó ra? Tôi không biết. Các đồng chí thử suy nghĩ coi. Nếu muốn giấu một vật gì quan trọng thì chúng ta phải giấu nó ở đâu để mọi người không thể phát hiện? Vụ này ngày xưa ba đã từng gặp qua. Cuối cùng phát hiện ra trong lớp của 4 bánh xe. Các đồng chí, tháo 4 bánh xe, gỡ mâm ra. Làm vậy có được không anh? Sao lại không?
Lỡ hai sao phát hiện ra thì sao? Thì mình tháo sao lắp vô vậy, trả lại ngay hiện trạng ban đầu. Làm đi. Dạ. Dạ. Anh Hải, tôi ra ra ngoài này nghe. Được. Tháo hết cái bánh xe ra. Anh Hải, sao? Dạo này anh khỏe không? Khỏe. Từ cái lúc mà về hưu đến bây giờ anh có tham gia địa phương cái gì không? Tham gia câu lạc bộ hưu hưu trí. Mới đi họp về. Cậu làm gì ở phòng này vậy? Dạ em tạm thời về thay thế cho Trung tá Bằng đang bị thương nằm. Sao kỳ vậy ta? Nói là đi công tác mà sao không mặc đồ như công an, mà mặc đồ như dân chơi vậy? Dạ sao tôi anh? Tôi ra coi động tĩnh sao. Dạ à, ra. Đi. Nhanh. Thằng nào đó? Tôi không biết lái xe nên mượn đỡ tài xế của thằng bạn. Phải chiếc xe này không? Làm khá lắm. Mày đừng tưởng tao không biết mày là ai. Công an tụi bay chỉ qua mặt được mấy thằng tép riêu. Với hai xa này thì đừng có hòng. Đứng im đó. Tụi bay đâu? Dạ. Tước vũ khí cho tao. Rồi đấy. Nương. Anh về cứu em. Con quỷ. Thu hả mày? Nương. Tụi bay xem thường tao quá. Chỉ cử có một con bé làm trinh sát này ăn mẹ gì với tao. Thả cô ấy ra. Cô ấy không dính líu gì tới công an cả. Anh về ơi, cứu em. Cứu gì mà cứu? Tụi bay quen biết với nhau hả? Không còn thời gian để cho tụi bay chơi trò mèo dần chuột nữa đâu. Tụi bay đâu? Lên xe lục lấy hết hàng. Lấy hết cho tao. Xong rồi cột của nó vào xe cho đi mò tôm luôn. Tụi bay tìm kiếm kỹ chưa? Dạ kỹ rồi. Số ma túy đâu? Tụi bay tưởng tụi bay qua mặt được cơ quan điều tra. Ngây thơ quá đi. Số hàng đâu? Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Nó nằm ở sở công an chứ đâu. Tôi khuyên anh bỏ súng đầu hàng đi. Mọi người trong đó nghe đây, toàn bộ khu vực này đã bị bao vây. Tất cả bỏ súng xuống, giơ tay lên. Buông ra.
Tụi bay đừng ép tao. Hai Sa, bỏ súng xuống. Tưởng tao còn đứt hả? Bỏ súng xuống để làm bia cho tụi bay bắn hả? Đóng cửa lại. Đóng lại. Mày bỏ súng xuống. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Bỏ xuống xuống. Cậu làm khá lắm. Cậu không mau đuổi theo đi. Đi. Nương. Nương. Em nghe nói nè. Nương. Lên xe. Hôm nay có hai tin vui muốn báo với các đồng chí. Thứ nhất là chúng ta vừa phá xong vụ án bán ma túy. Thứ hai, chào đón Trung tá Bằng vừa xuất viện về. Cảm ơn anh. Xin chào các đồng chí. Chào anh. Hôm nay tôi bàn giao phòng lại cho anh. Cũng may là tôi không làm anh thất vọng. Anh cứ khách khí hoài. Mấy bữa trước mấy thằng lính của tôi cứ chạy qua chạy lại xin ý kiến, tụi nó than quá. Cảm ơn anh đã giúp. Còn mấy chuyện nhỏ nhặt này để tôi xử lý rồi báo lại cấp trên. Chào các đồng chí. Dạ, dạ. Chúc mừng sếp đã trở về. Chúc mừng sếp. Chúc mừng sếp. Chúc mừng sếp. Dạ sếp. Các cậu ổn định đi rồi báo cáo tình hình vụ án cho tôi biết. Với số lượng ma túy lớn như vậy, anh nghĩ anh sẽ ở bao nhiêu năm? Hay là nhiều hơn nữa? Đó là chuyện của cán bộ. Tôi làm việc này, tôi đã lường trước được sự việc của tôi. Anh hãy thành khẩn báo cho tôi biết anh đã vận chuyển trót lọt bao nhiêu, và đồng bọn của anh gồm những ai? Một mình tôi. Anh nghĩ là tôi tin là anh nói à? Tôi đã khai sự thật, tin hay không là tùy thuộc cán bộ. Xem như là tôi tin là anh nói đi. Ông Thành đóng vai trò gì trong đường dây buôn lậu ma túy? Anh quen ông Thành khi nào và tại sao anh với ông Thành? Ông Thành là người móc nối, mua ma túy từ biên giới qua. Còn tôi chỉ là người phân phối. Hàng được giao ở đâu? Đương nhiên là những nơi vắng vẻ. Anh đừng có đối co với tôi. Tôi đã khai đúng sự thật. Tin hay không là chuyện của cán bộ. Cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi. Để tôi. Anh cũng khá lắm, nhưng lưới trời lồng lộng, anh nên suy nghĩ kỹ lại đi. Chào sếp. Cậu ngồi đi. Thế nào? Hai Sa liên tục trả lời vòng vo, hình như là muốn che giấu một điều gì đó. Điều đó rất có thể. Chiến dịch làm rất tốt, nhưng các đồng chí đã để sót một người. Thôi chết, em quên Liêm vợ của Khiêm rồi. Cậu đừng lo, tôi đã cử sĩ và tốt đi bắt ả rồi. Ngủ đi. Dạ. Dạ. Ai cho phép các đồng chí dùng cách đó? Các đồng chí có biết làm như vậy là vi phạm pháp luật không? Ai? Ai là người khởi xướng vụ này?
Nếu không có ai, tôi sẽ phạt cả đội. Báo cáo, em là người khởi xướng. Dạ em nữa. Hay lắm. Chiều nay hai đồng chí làm bản kiểm điểm nộp cho tôi, rồi tùy theo mức độ cấp trên sẽ quyết định hình phạt các đồng chí. Tất cả giải tán. Trước khi hành động, tại sao hai đồng chí không báo cáo tôi? Nếu mà biết được, chắc chắn là thủ trưởng không cho thực hiện. Hai cậu ẩu lắm. Lỡ xảy ra án mạng thì sao? Nếu không làm như vậy thì làm sao khai thác được chứ? Mình phải dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Tôi sẽ nộp bản kiểm điểm lên cấp trên cùng với kiến nghị của tôi, hy vọng là sẽ giúp được hai cậu. Em không sợ hình phạt, em chỉ muốn phá được vụ án thôi. Chào sếp. Dạ báo cáo. Hai Sa đã khai báo tất cả, và người đứng sau để điều khiển tất cả mọi hoạt động mua bán ma túy chính là Liên, vợ của Kim. Không ngoài dự đoán của tôi. Còn nữa, Liên không phải là vợ của Kim, mà là thiết lập mối quan hệ với ông Thành để chúng dễ dàng vận chuyển ma túy. Hai cậu hỏi vị trí của Liên chưa? Rồi, thưa thủ trưởng. Khu vực này, tới đây. Heo, nhanh lên. Xuất phát. Đúng như hai cậu dự đoán, cô ta không hành động một mình. Theo em, có khả năng người đứng sau lưng tất cả các vụ này là người rất quen với thủ trưởng. Trời ơi, sao lâu quá vậy chú? Rồi, xuống đi. Sao lâu quá vậy chú? Vừa đi vừa cảnh giới, không khéo bị tó làm sao? Chú khéo lo quá, không lẽ hai Sa dám phản chú? Cẩn thận vẫn hơn. Xuống đi. Chúng tôi đã bao vây khu vực trong này rồi, anh không còn đường thoát đâu. Tốt nhất cùng chúng đầu hàng đi. Tất cả người im. Đưa tất cả bọn chúng lên. Im đó. Nhanh lên. Nhanh lên. Bước lên. Lục soát cho kỹ. Anh có nhận ra tôi không?
Dạ, chị cần gì ạ? Tôi cũng không biết thuốc gì nữa. Chữ bác sĩ khó đọc quá à. À, kháng sinh loại mạnh, chị mua theo toa này luôn hả? Dạ, có mắc không vậy chị? Dạ, kháng sinh loại này 5.000 một viên đó chị. Tổng cộng 340.000. Chết, mắc quá vậy. Thôi, chị bán 1-2 liều uống đỡ đi. Thuốc uống phải đúng liều đúng cử, uống vậy không có tác dụng gì đâu chị. Kẹt quá, thôi chị bán đỡ cho 3 liều đi. 3 liều hả chị? Và 120.000. Mấy thuốc kia đó thì uống ngày 3 lần. Còn trụ sinh đó chỉ uống ngày 2 lần thôi nha chị. Chị nhớ là uống buổi sáng và tối, và ăn no trước khi uống đó nha chị. Sao? Chưa nghĩ tới hả em? Anh tới lấy tiền đợt thuốc trước chứ gì. Biết còn hỏi nữa. Anh non à, chắc em không lấy thuốc của anh nữa quá à. Sao? Sao vậy? Thuốc của anh là thuốc thiệt mà. Hàng này bây giờ thị trường không phải dễ kiếm đâu nghe. Biết vậy rồi, nhưng tôi cũng ngán. Mừng ăn thấy lời ai không ham. Nhưng mà thuốc không rõ nguồn gốc dễ bị phạt lắm. Ông xã tôi mới cự nữ ngày hôm qua. Thôi anh non thông cảm nha. Sao? Hàng của anh là hàng sách tay, cho nên thị trường rất là khan hiếm. Tại vì nó rẻ cho nên rất dễ bán. Anh thấy sáu uy tín, làm ăn sòng phẳng cho nên anh thích. Thôi được rồi, không sao. Nếu mà mai mốt cần cứ alo cho anh ha. Dạ dạ. Ông tính đi đâu vậy hả? Còn 2 tiếng nữa là tới giao thừa rồi đó. Bà quên tối nay tôi trực chỉ huy sao? Anh em người ta trực chiến 100%, mình ở nhà coi sao được. Ông đi trực hay là đi nhậu 100% đó? Má, sao má nói vậy? Ba đi trực mà. Con thử hỏi ổng coi. Mấy ổng tụ nhau trong cái dịp Tết này, không đi nhậu mới là chuyện lạ đó. Bà Công. Dạ. Tết trước tới nơi rồi, sao không phụ mẹ với em làm việc, ở đâu mà chơi game? Ba la con hoài. Thôi ông, nó làm từ sáng tới giờ rồi, cho nó nghỉ chút đi. Để đó tôi. Bà anh nè, Tết nhất rồi, đi cạo râu đi. Để nó u ám xui xẻo à. Cạo bỏ cho tao nghe chưa. Chà, có mặt đầy đủ quá ha. Dạ chào sếp. Chào sếp. Sao? Sắp giao thừa rồi mà làm cái gì miệt mài vậy đội trưởng? Quải quá sếp ơi. Hôm qua bên công an huyện có bắt mấy đối tượng tình nghi vụ cái máy của ông Năm đó. Sao? Anh em dưới đó đã tìm được bằng chứng rồi à? Không có gì. Không có gì là sao? Ổng kêu quá, không bắt không được. Không bắt không được. Có chừng 2 đối tượng mà là bọn giảng lai hơn là người địa phương. Tuy các cậu, tôi muốn nói các cậu một điều. Làm công tác điều tra không phải chỉ biết chăm chăm buộc tội, mà điều quan trọng
là phải biết chứng minh người ta vô tội, nếu thật sự người ta không có tội. Đó mới là thực chất của trách nhiệm và lương tâm. Các cậu hiểu rõ chưa? Dạ rõ. Có chuyện. Dạ. Cô cho tôi gửi cái này. Dạ. Dạ. Thiệt tình, giờ này sắp giao thừa rồi, còn dọn dẹp gì nữa chị Mai? Không dọn bây giờ, để sáng mùng 1 dọn luôn hả ông già? Thay dĩ kiến ý cỏ, thì anh á với thằng Linh nè, sắn tay vô phụ cái coi. Mừng chi vậy chị Mai? Kêu thằng Linh nó vô nó phụ, nó còn trẻ nó khỏe lắm mà. Tụi bay nói nhiều quá à, phụ hay không phụ, thằng Linh á là bảo vệ sao vô đây được. Hồi đó mà tin thiệt ông này, đồng ý lấy ổng, đời em coi như xong luôn. Cái thứ làm biến có bằng cấp. Đừng có ghẹo nha. Tết mà bị bắt trực, nản lắm rồi đó. Đi cái gì? Mình ăn chắc. Bốc thăm thì phải chịu thôi. Đậu xe mới hả? Xe anh Bình. Chứ cỡ hôm nay chú làm biến thì cái xe đạp chở dây chai còn không mua nổi. Nó chi tới xe Black. Tất cả chú là ai? Bây giờ là tôi là công an nhà nước hả? Cầm miệng chó mày lại. Nguyên đại hả? Mấy ông cần gì? Tụi ta là cướp. Trời hết lại cho tao. Từ đây mày. Xuống. Hãy lên. Muốn cắt luôn. Trời nó lại luôn. Nên rút. Trói nhỏ kia luôn. Mày vừa dắt con mày ra đây. Dạ. Đi vậy. Đi. Nhớ đó. Ở đây có loại thuốc này không? Có trong kho này không? Dạ, loại thuốc mắc tiền này không có trong kho này đâu. Tuấn, ra ngoài canh gác. Dạ. Coi, đi xung quanh kiểm tra. Dạ. Quang và Thới, hai đứa bay ở đây coi chừng con tin. Dạ. Dạ. Còn Phong, ra kiếm cho tao chiếc xe. Còn tất cả tụi bay, đi theo tao. Cho nó ngủ đi. Tôi. Sao không ra kho mà còn ở đây? Giao thừa sắp tới nơi rồi đó. Ủa, ai đi cùng với chị vậy chị Mai? À, trên công ty xuống nhận hàng đột xuất đó mà. Từ sớm tới giờ ở đây có ai liên hệ với tôi đâu. Chú em làm bảo vệ cốc ké thôi mà chú nhiều chuyện quá.
ai giọng nghe quen quen ta? À, anh có phải là con bác Tư Can không? Em là Linh, con có bác Sáu ở Trào Ôn nè. Chắc chú nhìn lầm ai rồi đó. Lầm con khỉ họ, anh mới là lầm đó. Anh nhớ không? Hồi lúc đó anh phụ làm hồ cát kỉa cho nhà em đó. Anh không nhớ hả? Bà con không mà làm vậy buồn lắm đó nghe. Ê, đừng làm bậy nha. Đây là cơ quan nhà nước nha. Đây là cơ. Tính sao đây anh? Chích thuốc nó rồi nhốt chung với mấy đứa kia. Thịt nó luôn đi. Đâu cần phải vậy đâu anh, mình bàn trước với nhau rồi mà. Dù gì nó cũng là bà con của mình mà. Mẹ nó, bà con xã Lắc à, mày muốn chết chùm hả? Nó đã nhận ra tụi mình rồi mày thấy không? Tao cũng đâu có muốn đâu mày. Thôi kệ nó, thịt nó luôn đi. Chào anh. Chào cô. Cô ra ngoài kia, Si sẽ hướng dẫn cho cô thực nghiệm hiện trường. Tôi phải làm báo cáo cho sếp gấp. Thông cảm nghe người đẹp. Hai anh đi theo tôi. Anh Việt ơi, có người chết. Sao? Có người chết. Ở đâu? Dạ mọi người làm ơn tránh ra để cho công an làm việc đi. Alo, đợi tôi một chút. Mấy anh đã thấy xác chết này được bao lâu rồi? Dạ bao lâu mới thấy? Vậy còn anh? Dạ em mới thấy. Ờ vậy hả?
nạn nhân đang chờ anh nãy giờ. Chú coi tranh thủ lấy lời khai mấy nạn nhân này. Dạ. Mời các anh chị theo tôi để lấy lời khai. Dạ. Dạ. Chị đã khai chính xác và đầy đủ hết chưa? Dạ, em cũng không biết nữa. Không biết là sao? Dạ, tại sự việc xảy ra bất ngờ quá. Tới giờ em vẫn còn hoảng sợ nữa. Cho nên em cũng không biết có chắc không nữa. Sao? Ba lần khai, ba lần khác nhau à? Dạ. Chào đồng chí. Sao? Đồng chí đã có kết luận về cái chết của nạn nhân chưa? Kết quả còn chưa có, nói gì đến kết luận. Anh ghi vào biên bản giùm tôi nha. Nạn nhân chết là do bị ngạt nước. Trước đó, nạn nhân đã bị tổn thương rất nặng ở vùng gáy. Đốt sống cổ thứ 3 bị nứt. Nhưng không dẫn đến cái chết cục bộ. Vậy nạn nhân bị trấn nước cho đến chết à? Gần như vậy. Theo thí nghiệm cho thấy, trong cơ thể nạn nhân có chứa một lượng chất gây mê. Tóm lại, nạn nhân đã bị hôn mê và đã bị ném xuống nước. Chết là do sốc phản vệ. Thuật ngữ chuyên môn này làm anh khó hiểu hả? Tôi được đào tạo là để bắt tội phạm, chứ không phải để suốt ngày hí hoáy ba cái chai lọ như cô. Biết sao được. Cái mà các sếp đang cần là bản kết luận pháp y bên bộ phận các cô. Đề nghị có càng sớm càng tốt. Bên bộ phận chúng tôi, quan trọng là càng đúng càng tốt, chứ không phải càng sớm càng tốt. Thưa thượng quý việc. Sao cô chọc cha nổi chi cô Mai? Ông nóng tính thấy mồ. Cả cơ quan này ai mà không biết ổng. Sao? Chúng tôi làm việc với cô có gì không thoải mái à? Em sợ liệu em có ở tù không anh? Cô là nhân chứng có mặt trong lúc xảy ra vụ cướp. Chúng tôi cần lấy lời khai của cô để phục vụ công tác phá án. Cô có dính líu gì không mà sợ ở tù hả? Em mà dính líu cái gì? Nhưng mất thuốc ở kho chắc đi tù cả đám á. Không đâu. Ngoài những gì cô đã khai từ hôm qua đến giờ, cô cố nhớ lại xem còn chi tiết nào liên quan không? Không. Thôi được,
Vậy cô xem qua, nếu đúng thì ký tên vô. Dạ. À, em nhớ ra vụ này. Mày ơi, mày ơi mày. Mày ra ngoài coi ai kêu ở ngoài. Nè, mày định chơi trò ninja bịt mặt ra hù người ta hả mày? Mày ơi! Con chả nào kiếm mày á. Mày đi vô trong, coi đứa nào tên mày, ra đây tao biểu. Đứng dậy. Đi. Nhanh lên. Bên ngoài ai kiếm mày vậy? Dạ, là ông Tư tài xế của sếp em á. Cha nội này khi không tới đây giờ này làm gì vậy ta? Dạ không biết nữa. Cơ quan em á, bất kể giờ giấc, có lợi là không phải xuất. Ừ. Ê tụi bay, tất cả tụi bay qua phòng kế bên hết cho tao. Dạ, dạ. Giữ của mày lại. Nhanh đi, nhanh lên, nhanh lên. Vậy theo cô, ông Tư và bọn cướp có quen biết với nhau không? Dạ, em cũng không biết nữa. Nhưng em nghĩ, có lẽ là không. Hy vọng là cô Thục nói đúng. Từ trước đến giờ, cô có thấy ông Tư thân mật với cô May không? Dạ thân chứ, không riêng gì chị May. Ông Tư thân hết với cả tổng kho, người gần gũi nhất của thủ trưởng mà. Vậy phiền cô ký thêm vào đây. Dạ. Cảm ơn cô. Giờ cô có thể về. Dạ. Không biết nói sao để anh hiểu. Thật sự em khó mà chịu đựng được tình trạng này. Xin lỗi anh, em về. Nương, em đi đâu vậy? Nương. Cứ từ từ rồi tính đi. Bà nhà tụi mình á, bà nào cũng vậy, nhưng rốt cuộc đâu cũng vào đó thôi. Cứ yên tâm. Sao, vụ tổng kho thế nào rồi? Có tiến triển gì mới không? Sơ bộ em đã lấy lời khai của tất cả nhân chứng có mặt ở trong đêm bọn cướp đột nhập tổng kho, nhưng không có gì mới. Riêng chỉ có lời khai của cô May thủ kho là có nhiều điều mù mờ lắm sếp à. Mù mờ là sao? Dạ, cả về thời gian lẫn sự trùng khớp về chi tiết đều có vấn đề. Chính sự mù mờ đó là mấu chốt để cậu làm án. Cậu không nhận thấy sao? Chào sếp. Chào anh Duyên. Cậu ngồi đi. Dạ. Nè, cậu đừng có nói là lên đây đi xin nghỉ phép Tết nha. Tôi không có vé đặc biệt cho cậu đâu. Chưa gì hết trơn, sếp phán một câu xanh dần. Em không dám xin xỏ gì nữa đâu. Vợ tôi vừa mới lên quậy sếp đó, mà còn chưa được giải quyết. Cậu đừng có mơ. Sao, vụ mất máy của ông Năm tôi giao cho cậu tới đâu rồi? Em có vợ bên trại quả liệu trích lục giùm ta, khoảng 2 ngày nữa mới có kết quả. Vậy à? Bên bển là ông trời kìa.
ít nhất không để anh em người ta nghỉ ngơi. Sếp. Cái gì đây? Hải sợp, mò riết mới ra đó. Khi xảy ra vụ trộm, vợ chồng Hải sợp có neo đậu gần nhà ông Năm. Tên này có 2 tiền án, 3 tiền sự, đều là trộm máy ghe. Có lý. Hiện giờ Hải sợp đang ở đâu? Theo đám bụi đời nói là vợ chồng nó chống ghe xuống An Giang rồi. Vậy cô tính sao? Bởi vì em mới gặp sếp nè, em định xuống An Giang săn nó. Không được. Việc này cậu điều trinh sát khác thay cho Thông xuống An Giang. Thông phải ở đây để hợp tác với tôi, để phá vụ án ở tổng kho dược. Sếp à, trinh sát cô làm được không đó? Thằng này thuộc diện cáo già, không phải tay vừa đâu. Hở một chút là nó lặn mất tiêu thì không có ra đâu. Chuyện này á, cậu phản ở bên trinh sát chứ không phải tôi đâu. Alo, tôi Bằng nghe đây. Vậy à? Thôi được rồi, cậu cứ đưa qua pháp y để trưng cầu giám định rồi về đây gặp tôi. Ừ, vậy nha. Cô bị thủ kho khai với sĩ là cô bị cưỡng hiếp do bằng cướp. Ủa, gì vậy hả anh? Nhân tiện gặp cô ở đây, xin nhờ một việc. Trong đêm xảy ra án mạng, đã có vài cơn mưa nhỏ, nhưng cũng hy vọng là sẽ tìm kiếm thêm được cái gì. Anh Nhân, anh qua bên kia xem xét lại hiện trường đi. Dạ. Hai anh nghĩ sao mà xin sếp để trưng cầu giám định vậy? Sao? Không đúng thủ tục hả cô Mai? Ở đây không phải là vấn đề thủ tục. Chứ là cái gì nữa đây? Làm sao để mà có kết quả chính xác được? Đây là ý kiến của anh Sáu. Bây giờ chỉ còn có một cách. Sao? Cách nào? Nói thử xem. Chúng tôi hoàn toàn không muốn cô buồn, nhưng vì tính chất của công việc buộc chúng tôi phải quay lại từ đầu đến cuối. Một cách cụ thể và chi tiết, càng cụ thể càng chi tiết càng tốt. Vậy cảm phiền cô ghi lại tờ tường trình này một cách thật kỹ, để chúng tôi có đủ cơ sở làm rõ vụ bọn cướp làm nhục cô.